Ở đây là ngã ba Thống Nhất, đường Thống Nhất đang làm ha, để đi vào làng Đại học Quốc gia ha, nằm bên kia Sài Gòn. Rồi bên đây là Dĩ An, Bình Dương ha. Đây là cái chỗ ngã ba mà xe cộ có phải nhiều. Rồi từ đây xuống cầu Hóa An Biên Hòa khoảng còn 9 cây nữa nha. Rồi giờ bắt đầu mình đi ha. Thank you.
rồi còn hướng nước mặt này sẽ đi qua tiếp nha. Đây cái hướng này là đi Tân Vạn á hả? À còn đây. Rồi cái xe trắng vừa mới rẽ là từ quốc lộ 1K rẽ vào á nha. À còn đang đi xanh đèn đỏ lên đi tiếp. Rồi chị này bị lố đèn rồi hết. Lố đèn. Mặt đường quốc lộ 1K đoạn rồi nó không có láng lắm ha. Tiếp tới là sẽ nhà máy Bầu Trang á, cái này người ta gọi là
nổi tiếng luôn ha, công ty rất là lớn. Rồi học sinh được đã đi học rồi ha, đã đi học rồi, trường tiểu học mình đã học rồi. Rồi bên này đi phải đi vào xã Hóa An ha, rồi đi vào trong đó có nghỉ điểm của người Hoa nữa. Rồi tiếp tục đây mình sẽ lên cầu Hóa An. Rồi cầu Hóa An là đi biên hòa thì mình sẽ lên cầu.